Của Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có. Ná lý Đương nhiên có thể. Chắc rằng có ý ạ. À? Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学。秦老师在的，就是他教的。零九七七三零九九幺五。 Có dùng Facebook hay không? Dùng bố dùng liền su. Người Việt Nam đại bộ phận đều. Người Việt Nam phần lớn đều. Nguyễn Á à Rấn ta bộ phận tâu. Xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản. 看来我也得注册一个账号。如果时间长留在越南，如果你长时间留在越南。